Dạ vâng, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm và xem những video về giới thiệu xe cũng như bàn giao xe nha. Nếu anh em nào mà đang có nhu cầu đầu tư những em xe tải dắt trong phân khúc tải trọng tầm trung thì có thể liên hệ với em qua Zalo với số điện thoại là 0929220245, em để dưới góc màn hình, và chúng ta có thể đến xem xe trực tiếp tại địa chỉ là D7-14A, khu phố 4, thị trấn Tân Túc, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, để có thể đến trực tiếp xem xe, thử nghiệm cũng như là trải nghiệm xe nha. Thì cái em tân binh mà em muốn đem đến cho mọi người ngày hôm nay là em xe tải dắt là 650 Plus, cái em phân khúc tải trọng tầm trung với cái tải trọng ra phiếu là 6 tấn 6, lưu hành là 6 tấn 6 nha, và cái con thùng con này lên tới là 6m2 chiều dài đó. Thì dòng này là sử dụng động cơ Cummins của Mỹ đó, và nó trang bị cho chúng ta được tràn ngập các chức năng cũng như là tiện nghi luôn. Và trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau mổ xẻ em nó để xem em nó có gì mà khiến cho các anh em tài xế lại quyết tâm mua nhiều đến thế. Và đặc biệt nếu anh em nào mà có ở trong cái hội mà hội tài xế xe tải dắt Việt Nam á, là anh em tham gia vô, là khi mà những anh em tài mới nào mà đầu tư hỏi xe dắt chạy có ngon không, bảo hành có tốt không, nhớt nhau thế nào, chạy có ổn định không, là hầu như là 8 trên 10 điểm là các anh em tài xế ở cái thời điểm lúc trước mua xe đều đánh giá rất là tốt con này. Cho nên là anh em yên tâm khi mua sử dụng em xe tải Trung Quốc này nha, Trung Quốc nhưng mà hàng là hàng chất lượng cao đó đó. Và nếu có một cái thông tin mà em có gọi là góp nhặt ở trên hội là con xe này á, nếu mà chạy thực tế có tải là bao nhiêu, thì anh em nói là con này chạy thực tế có tải là nó rơi tầm là 14 đến 15 lít trên 100 cây, và tuy nó ra được 6 tấn rưỡi nhưng mà nó lại cổng lên tới là 10 mấy tấn là chạy bình thường, chạy ví vu, chạy pha luôn đó. Đó là lý do tại sao mà ở khu vực Tây Nguyên lại người ta lại mua con này nhiều đến thế đó. Do hiện tại là giá của con này á, trên thị trường á, gần như là được gọi là niêm yết toàn quốc rồi, không có gọi là bị thay đổi gì cả. Chẳng qua là anh em mua ở thời điểm nào nó được có chương trình giảm giá riêng á, thì giá nó sẽ tốt hơn ở các thời điểm qua từng tháng thôi. Ví dụ con này hiện tại giá nhà máy công bố là 654 triệu xe thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ theo biên lai nhà nước là xong thì không nói đi. Nhưng mà nếu anh em mua tháng 8 thì nó sẽ không có chương trình khuyến mãi gì cả, anh em hãy mua theo đúng giá. Nhưng qua mua tháng 9 nó lại được nhà máy khuyến mãi 20 triệu thì anh em lại đỡ được cái phần chi phí đó và trừ thẳng vô giá xe, có nghĩa là 654 triệu rồi trừ lại 20 triệu thì còn lại là 634 triệu. Đó, giấy tờ thì tưởng tính theo biên lai thì có nghĩa là giống như là anh em lấy cái số tiền nhà máy khuyến mãi á, bù qua phần tiền giấy tờ là anh em đã tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn. Đó, nghe vậy là rất là hay đúng không? Rồi đây, em sẽ nói hiệu sơ qua một xíu về con xe này cho anh em nắm một xíu nha. Cho anh em tài xế mới nào mà thích cái dòng này á thì xem được á, thì có thể để lại like xe, hoặc là muốn quyết định đầu tư và chọn em làm người đồng hành với anh em á thì liên hệ với em qua Zalo nha. Kiểu thiết kế con này á, nó để cho mình là 3 chỗ ngồi và thêm một cái giường nữa, cho nên cái cabin của nó cực kỳ rộng luôn nha mọi người. Cabin đồng vuông nè, thấy không? Đó. Cái chóa đèn cũng lớn nữa, cái chóa đèn cực kỳ lớn luôn. Đó, đặc biệt là khi mà anh em ở đi những cái khu vực đường sương mù này kia, cái đèn này nó phát huy được cái tính năng nó rất là tốt. Đó. Cụm gương ha, cụm gương gương này gương hộp, nhưng mà nó là sử dụng gương cơ nó chưa có lên chỉnh điện. Nếu mà lên chỉnh điện nó còn đỉnh dữ nữa. Nhưng mà cái này chúng ta đã sử dụng rất là tốt rồi. Đặc biệt là khi anh em dê xe ở những khu vực nào mà đông dân cư hoặc là khu vực nào mà đường hẹp á, cái bảng gương này anh em quan sát tầm nhìn rất là tốt nha. Đó. Chút xíu nữa em sẽ quay cho mọi người xem. Rồi đây là cái thùng xe. Thùng xe con này á, thì hiện tại bên em ra phiếu được là 6m2 chiều dài, chiều rộng là 2m140 cũng như là chiều cao là 2m1. Đó. Đây là cái bẩn đóng theo kiểu là 3 lớp nha, bẩn 3 lớp. Ở ngoài là inox 430, ở trong là tôn kẽm giữ mút xốp nha. Thùng này đóng theo kiểu là thùng của nhà máy dắt đóng. Thì nói chung là nhà máy dắt đóng thì đóng cũng tương đối thôi, chứ thật sự là nó cũng nhìn rất là chỉnh chu, nhưng mà thật sự là nó cũng không gọi là để cho anh em, dành cho anh em chạy quá tải đâu, thật sự là vậy. Sàn 2,5 để được chích keo silicon luôn nè. Đó, sàn phẳng ha. Phía sau đó, ở đó có ở phía cuối của cái cửa ở trên đó, nó có cái mấy cái thanh dằn để nếu mà anh em nào mà đi hàng mà nó cao quá, chúng ta có thể dỡ cái thanh nó ra để đi hàng vô luôn nha. Đó, ở đây chúng ta có cái bạc hộp nha. Đây,
Đây là cái phần vách sau cabin. Vách sau cabin đó, con này thì nó có một phần nửa phía dưới thôi, phía trên là để trống như thế này đây. Anh em nào muốn làm kích thì đóng kích, anh em nào mà muốn đóng kính luôn á thì đóng kính. Tất nhiên kính hay kích á thì đều phải thêm tiền. Tại vì cái bản vẽ này bản theo bản vẽ chuẩn của nhà máy rồi nha. Đó. Cái trụ này là đóng trụ cả tầm 4 ly, trụ 4 ly. Cái nào mà anh em thấy không? Cái này phải về phải gia cố lại, chứ đóng kiểu này là chở quá tải không được. Chở chỗ vừa thôi. Nhưng mà cơ bản con này thì chạy ngon nhưng mà phải về gia cố. Đó là em ví dụ cái nào hay thì em nói hay, cái nào mà em nói dở em sẽ sẵn sàng chỉ cái dở cho anh em xem luôn. Chứ bán xe mà toàn khen không á thì người ta nói mình thảo mai, nhưng mà bán xe chơi không á thì lại người ta lại không thích, thà là vừa khen vừa chơi á thì nó lại được. Đó. Đây, cái vỏ này á là vỏ 825/16. Vỏ này là vỏ bố giải. Đó. Bình dầu vàng học kim nhôm nha mọi người. Đây. Bình dầu rất là lớn ha, có 210 lít ạ. Nè, khung sexy nè. Có mấy cái bát chống xô nè. Để anh em thích hợp, rất là thích hợp cho anh em chở quá tải con này luôn. Nhíp 2 tầng nha, nhíp 2 tầng. Nhìn phía sau đi. Đây, hai vô bông mở nè. Đó. Phanh hơi lốc kê. Con này 6 tấn rưỡi xài phanh hơi lốc kê. Và đặc biệt là xe này được trang bị thêm một cái bình lọc, nó vậy. Một cái hộp đầu nghề, hộp đầu nghề theo xe nha. Đó, hộp đầu nghề heo xe rất là to. Cái này, cái cốp này là để vừa đủ mấy cái đồ nghề mà nhà máy cho sẵn luôn á. Phía sau đuôi xe, đặc biệt là dòng dắt này, cái cản sau nó rất là bự, bự khủng khiếp luôn nè. Nó không phải là dặn dập nhưng mà nó là dặn hộp nha mọi người. Đó, bự khủng khiếp luôn. Rồi ở đây có thêm mấy cái đèn này kia, là anh em có thể đóng thùng theo yêu cầu. Nếu mà anh em nào mà muốn để thùng tiêu chuẩn thì chúng ta có hàng nhanh, nhưng mà nếu mà muốn đóng thùng á thì phải chờ khoảng tầm tuần 2 đến 2 tuần lễ. Nếu anh em đóng nguyên thùng hoặc là đóng gia cấu ít á thì làm theo kiểu ít nha. Đó, phía trên thùng nhà máy thì cũng cơ bản thôi, mình xem qua cho biết thôi, chứ thật sự thùng ví dụ như nó lên thùng nhôm, thùng inox này kia mới có nhiều chuyện để nói, chứ thùng nhà máy thì ở đâu cũng vậy, không khác. Đây chúng ta có hai cái bình hơi nha mọi người, hai cái bình hơi nè. Đó, mấy cái dây chỉ hơi này kìa, hai bình ắc quy. Thấy không? Hai bình ắc quy. Rồi, bỏ nó xuống rồi. Coi này gắn cái chưa, để hồi đè lên cho anh em xem luôn, gắn rồi nha. Ok luôn, ngồi đè được rồi. Rồi. Đây. Quay qua bên chỗ nội thất xe đi. Nội thất xe đi coi em này có cái gì hay không? Đời 23 thì nó có cái này. Cái này để phân biệt đời 22 với đời 23 nha mọi người. Đây, em lên nè. Đó. Đầu tiên là mở cửa lên là thấy có cái mồi tàn thuốc là thấy ok rồi nè. Đó, thấy ok được nè. Thấy không, ngon không? Rồi đây là cái mặt tóc lô xe. Thì mặt tóc lô xe này á thì hiện tại là xe này đã có chủ rồi, cho nên là họ đã độ lên cho riêng mình á là cái màn hình OLED. OLED rồi này nó rơi vào tầm là 6 đến 7 triệu bạc nha. Tích hợp luôn camera hành trình nè, và cái cam lùi nữa. Đó. Đây nè. Họ gỡ ra rồi nè, thấy không? Đó, này cái hộp để dính. Đó, đây là cái phụ tùng xe nha. Phụ tùng xe có bao gồm là cái bình chữa cháy cũng như là bộ đồ nghề theo xe. Trong đây có con đội và các đồ nghề đi kèm luôn. Cờ lê mỗi lết này kia đầy đủ hết. Cái dừng sau. Đó. Dừng sau rộng lắm, ba chỗ ngồi nha mọi người. Cái giữa, cái hàng ghế giữa chúng ta có thể gập xuống luôn. Rồi. Đây là cái vòng vô lăng xe. Vô lăng thì là xe này thì được tích hợp trang bị cho chúng ta cái tính năng là Cruise Control. Cruise Control ga tự động á. Khi mà chúng ta chạy ở mức độ cỡ tầm dụ 60-70 triệu đồng, 60-70 tốc độ á thì chúng ta có thể gài luôn và chúng ta không cần phải đập ga nữa, thì nó sẽ chạy trên đường trường, thích hợp chạy đường trường hoặc là đi đường cao tốc nha. Đó, bên đây thì là có trang bị các gọi là các tăng chỉnh âm lượng. Đó, nghe gọi thì mình nghe gọi tắt ở trên đây, nó sang bài này kia trên đây luôn. Đây nè, thẻ vé này kia ta làm đầy đủ hết trơn luôn, phải không? Đó,
máy lạnh, có máy lạnh luôn, nút AC ở đây ha, máy lạnh quạt gió đầy đủ. Di chuyển về đây thì chúng ta có trang bị là cái hộp số là 6 số tiến và một số lùi nha. Hộp số 6 số tiến, một số lùi. Đây, mặt bằng thờ xe nè. Đó, cho mọi người xem cái view nè, toàn cảnh rộng rãi ha. Ở phía trên á, ở phía trên này là chúng ta có hai tấm chắn nắng nha mọi người. Nếu anh em nào muốn mua thêm cái cốp đồ thì chúng ta có thể đặt riêng nhà máy cũng được luôn. Đây. Anh em thấy không? Hồi nãy em nói là cái hai cái gương này nè. Gương trên gương dưới nhìn quan sát rất là rộng rãi, rất rộng rãi luôn. Ve xe lùi đít này kia rất là dễ. Đó là lý do tại sao dòng nhắc số lốt này là được mua nhiều nè. Thùng không còn quá dài, vừa phải thôi. Bên đây thì nó cũng chủ yếu là cái chế độ tăng sản, tăng giảm đèn pha này kia thôi, cũng không có gì cả. Đây, khởi động lên cho mọi người xem xíu nha. Đó. Thấy không? Chạy mới có 50 cây à, từ nhà máy về mà, 50 cây à. Đây nè. Mà tăng bị màn hình OLED nên anh em thấy cũng được ha. Cái này của ông ta thôi mình đừng gỡ, coi cho sơ cho vui được rồi. Có Bluetooth luôn nè, thấy không? Trang bị vô Bluetooth này kia rất là nhạy. Đó, này ở ngoài đó thấy không? Đó. Cỡ 6-7 triệu là anh em xài được cái này rồi, vô tư. Rồi thôi, đã ra bắt công với quánh bản quyền nữa, cái chết luôn á. Khỏi video này khỏi chơi kiếm tiền luôn á. Rồi, em ra ngoài nha mọi người. Đó, thì anh em thấy không? Thì đối với cái dòng 650 Plus này, hiện tại giá của nó đang được giảm rất là sâu, được giảm lên tới 20 triệu lận. Nếu anh em nào mà thích cái video này và thương em thì có thể liên hệ với em qua Zalo để được hỗ trợ tư vấn báo giá về vấn đề giá xe. Thì chắc chắn là giá xe em lúc này em cũng công khai trên từng clip rồi. Thì ví dụ như giá nó tốt em báo tốt, giá mà chưa giảm em báo chưa giảm. Nhưng mà thời điểm này là giá đang tốt nè. Đó, cho nên là anh em nào mà đầu tư ngay, quyết định đầu tư để chạy hàng Tết á, thì liên hệ nhanh, liên hệ với em để được hỗ trợ về vấn đề mua xe, vay vốn, trả góp. Thì như cái vấn đề mà trả trước thì em nói rồi, là từ 200 đến 220 triệu là chúng ta đã có thể nhận được cái em xe này về rồi. Vấn đề ngân hàng thì bây giờ anh em có thể vay qua bên chỗ công ty tài chính hoặc là bên chỗ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng. Thì hai bên đài đó thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta. Nếu anh em mà có nguồn thu, chúng ta vay qua tài chính, còn không có nguồn thu, chỉ có tiền thôi, thì chúng ta vay qua bên chỗ ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng thì nó sẽ khỏi phải chứng minh thu nhập, nhưng mà anh em phải trả trước cao hơn một xíu thôi, cũng không nhiều lắm. Còn nếu anh em mà dư giả từ 250 quay đầu á, thì cứ mạnh dạn làm vi băng luôn cho nó thoải mái. Đó, những cái thủ tục mua ngân hàng thì em sẽ tư vấn qua Zalo cho nó kỹ hơn để anh em hiểu rõ hơn về vấn đề ngân hàng trước khi đặt cọc mua xe nha. Và một cái nữa về cái thủ tục pháp lý để anh em cung cấp hồ sơ cho bên em làm hồ sơ xe, thì là bao gồm là căn cước công dân hai vợ chồng để bên em tiến hành kiểm tra hồ sơ trước và báo cho anh em. Nếu mà anh em ngân hàng xác nhận việc cho vay thì bên em sẽ tiến hành nhận cọc và làm hồ sơ xe. Đó, cái hồ sơ bao gồm là căn cước công dân hai vợ chồng, giấy đăng ký kết hôn. Còn nếu anh em nào mà chưa lập gia đình luôn mà có tiền thì anh em đó rất là giỏi rồi, thành công rồi, thì chúng ta sẽ làm thêm một cái giấy xác nhận độc thân ra xã phường nhờ nó làm xong. Đó, nhanh lắm, mấy cái đó giấy tờ nó lẹ lắm. Còn anh em nào bị mất giấy kết hôn thì ra ngoài xã làm giấy tích lục kết hôn nha. Đó, để khi mà đi ký giấy ngân là phải cầm theo, là phải có mấy cái đó. Rồi thì đơn giản vậy thôi, cái video của em xin được kết thúc tại đây. Rất là mong sẽ được anh em đón nhận. Và đặc biệt là cái video của em chủ yếu nhấn mạnh là con này đang được giảm giá 20 triệu thế thôi. Đó, anh em nào mà thương liên hệ với em qua Zalo nha. Chào mọi người.